Jason xin chào tất cả chị em ngang xa cũng như gần gần cũng như xa ngang. How are you this morning? Hôm nay Saturday rảnh rỗi chở boss đi vòng vòng chơi. Jason thì xong rồi, boss thì chưa. Đó, anh chị em không? Lá ngoài rụng. Đây nè, để quay vòng ở phía sau anh chị em coi nè, thấy không? Lá bên nơi bờ bên đó nó vàng que đó anh chị em thấy không? Đó, giờ nắng lên rồi. Đó. Lúc nào Jason cũng ghế lì hết á. Không ghế lì là bót ra mà còn quay chụp chụp này là bị chứ không phải giỡn đâu. Ok ha. Thôi short video ha, chừng nào có cái gì có gì new mới nữa thì mới quay nữa nghe, chứ còn có bót là khó quay lắm á.